nhiều bạn học sinh lựa chọn Singapore làm điểm đến du học không chỉ vì chi phí hợp lý mà còn vì chất lượng giáo dục nơi đây. Thì với những bạn có sở thích với ngành truyền thông và cái hội đủ các cái kỹ năng cần thiết thì có thể là theo học tại trường Kaplan Singapore và nhận bằng Anh quốc với cái chi phí thấp hơn 50% khi theo học tại đây. Thì Kaplan Higher Education trực thuộc tập đoàn giáo dục Kaplan ANC của Hoa Kỳ thì nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trên thế giới. Thì với 500 khu học xá ở 30 quốc gia toàn cầu thì tập đoàn Kaplan đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1 triệu sinh viên hàng năm. Thì khi các bạn học tại Kaplan Singapore sẽ vào học chương trình đại học với bằng cấp là Anh, Úc như là Murdoch University. Thì của Anh thì có University College Dublin, University of Bournemouth, Birmingham City University, Northumbria University, University of Bedfordshire. Thì đối với cái ngành truyền thông Kaplan liên kết với trường Birmingham City University là một trong những trường đại học hiện đại hàng đầu Vương quốc Anh. Thì trong việc đào tạo và cấp bằng cho sinh viên theo học ngành truyền thông này thì Birmingham City University được xếp hạng cao nhất trong các trường đại học mới với hơn 25.000 sinh viên và hơn 300 khóa học với đa dạng các ngành cho sinh viên quốc tế lựa chọn. Thời gian học là 16 tháng, ước tính học phí là khoảng 16.000 đô la Singapore cho năm cuối đại học và thời gian đóng là đóng 2 lần. Thì học sinh học tại Kaplan mà chưa có chứng chỉ TOEFL hay là IELTS thì có thể đăng ký một cái khóa dự bị ngôn ngữ của trường. Thì những học sinh có đủ 16 tuổi nếu đã hoàn tất phổ thông trung học thì có thể vào thẳng chương trình đại học năm 1 8 tháng nhận bằng diploma của Kaplan. Thì sau khi hoàn thành chương trình diploma thì sinh viên chỉ cần học thêm 16 đến 18 tháng nữa thôi cho chương trình đại học, tức là chỉ mất 2 năm để nhận bằng quốc tế từ các trường top của Anh, Úc. Thì truyền thông được đánh giá là một trong 50 ngành tốt nhất hiện nay. Đây là ngành học lý tưởng cho những sinh viên yêu thích du lịch và làm việc trong cái môi trường đa dạng thì nhiều thử thách. Những cái lĩnh vực mà ngành học này bao quát có thể là kể đến như là phát thanh truyền hình và báo chí, ngoại giao, chính sách truyền thông và công nghiệp. Thì học sinh học ngành truyền thông có cái cơ hội làm việc ở bất cứ lĩnh vực công hay tư và hoàn toàn có thể lựa chọn cái nghề nghiệp liên quan đến sở thích của cá nhân. Thì vì ngành này đòi hỏi sinh viên phải sử dụng nhiều ngoại ngữ khác nhau nên có thể là ít nhiều dính líu tới công việc biên, phiên dịch. Không chỉ vậy, để thành công với ngành này thì bạn cũng cần có sự hiểu biết về con người và văn hóa tại những quốc gia bạn làm việc. Điều này nhằm đảm bảo sẽ không có sự hiểu nhầm, sai sót trong công việc. Thì hơn nữa, ngành học này cũng có thể là bàn đạp tấn công trong công nghiệp báo chí, quảng cáo, marketing, media hay là hành chính công. Thì để chi tiết hơn về cái chương trình ngành truyền thông tại Kaplan Singapore thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tư vấn viên tại văn phòng địa chỉ quận Nhất 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Và Tân Đại Dương còn có hai văn phòng ở quận 5 và Nha Trang, thì Tân Đại Dương không có chi nhánh ở Hà Nội. Chào tất cả các bạn, thì Singapore hiện đang là điểm đến của rất nhiều bạn trẻ lựa chọn làm điểm đến để du học bởi chất lượng giáo dục mang tầm quốc tế và chi phí du học tại Singapore thì rẻ hơn các nước châu Âu, châu Mỹ đến 3 hoặc là 4 lần. Với các chứng chỉ bằng cấp đào tạo tại Singapore thì được thế giới công nhận. Và trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, mời các bạn cùng trò chuyện với chị Kết Bùi, một cựu du học sinh Singapore và hiện tại đang là đại diện tuyển sinh của trường Kaplan tại Việt Nam. Và cùng trò chuyện với chị Kết để tìm hiểu rõ hơn về các chương trình của trường, những ưu điểm khi học tại trường và những cái chuyên ngành đào tạo mới của trường thì có những cái chuyên ngành nào nhé. Chào chị. Chào Sa và thân chào tất cả các bạn. Hiện nay thì trường Kaplan Singapore được khá nhiều các bạn sinh viên lựa chọn. Thì chị có thể nói một vài cái ưu điểm khi mà học tại trường mình thì như thế nào ạ? Nói về ưu điểm của trường Kaplan ở Singapore thì có rất là nhiều điểm nhấn mà mình muốn chia sẻ với lại các bạn. Thứ nhất là trường có lợi thế về mặt chất lượng. Như là Sa cũng biết đó, trường Kaplan trong khá là nhiều năm liền luôn giữ được danh hiệu là trường tư thục được yêu thích nhất ở Singapore. Thế thì danh hiệu này do chính những bạn học sinh sinh viên ở Singapore họ bầu chọn. Dù cho bạn là người muốn học chương trình đại học, thạc sĩ, chương trình cao đẳng hay là chương trình chứng chỉ hay là chương trình tiếng Anh thì tất cả những học sinh ở Singapore đều chọn Kaplan là trường tư thục tốt nhất và họ cũng tham gia. Cái thứ hai là ở Singapore thì cái điểm mạnh thứ hai của Kaplan đó là họ có rất là nhiều chương trình để các bạn lựa chọn với nhiều trường đại học đối tác khác nhau. Và có ngoài những cái chương trình rất là thông dụng, ví dụ như là tài chính ngân hàng hay là marketing hay là quản trị mà bạn có thể tìm thấy ở bất kể những trường nào, thì Kaplan còn có rất là nhiều những cái chuyên ngành mới được giới thiệu hầu như là hàng năm. Thì những chương trình mà ngành mới hiện nay mới ra đời đó là trợ lý về luật,
và cũng như là những chương trình kinh doanh và luật, cũng như là những cái chương trình IT, và bên cạnh đó cũng có chương trình về quản lý bán hàng. Lúc nãy là chị vừa nhắc đến hai cái chuyên ngành mới của trường, đó là quản lý bán hàng và trợ lý luật sư, thì chị có thể chia sẻ rõ hơn cho các bạn về hai cái chuyên ngành mới này đi ạ? Thế thì hai cái chuyên ngành mà Kaplan mới cho ra đời, trợ lý luật sư và quản lý bán hàng, thì bạn sẽ học gì ở đó? Thế thì đầu tiên là ngành trợ lý của luật sư. Ngành trợ lý luật sư tiếng Anh của nó là paralegals. Thế thì nó không phải là một ngành đào tạo bạn trở thành một luật sư, nhưng đó sẽ là ngành học để giúp bạn hiểu về khía cạnh luật của một công ty. Thế thì khi mà bạn đi làm, nó bất kể công ty nào cũng vậy, khi mà người ta làm kinh doanh, người ta làm marketing hay bất kể lĩnh vực nào, người ta đều phải hiểu cái luật của trong cái ngành mà người ta hoạt động và những điều mà người ta cần biết. Thế thì một người học ngành này sẽ là người hỗ trợ cho công ty về mặt đó, hoặc là người học ngành này chính là người hỗ trợ cho luật sư trong cái luật sư hoạt động trong một cái lĩnh vực nhất định. Ví dụ bạn không phải là luật sư nhưng mà bạn sẽ biết thảo những cái hồ sơ luật như thế nào, và bạn biết những cái điều cần biết của một công ty khi hoạt động trong lĩnh vực đó về luật là như thế nào. Và ngành này thật sự mà nói thì nó đã phổ biến trên khá là nhiều nước, đặc biệt ở Singapore. Đa số, hầu như là rất là nhiều các công ty họ tuyển dụng cho ngành này khá là mạnh và lương của ngành này rất là cao. Ví dụ như ở Singapore, một sinh viên học ngành này khi mà tốt nghiệp thì lương trung bình khởi điểm của họ có thể là 3.000 mấy, gần 4.000 một tháng, cao hơn rất là nhiều so với những ngành khác. Ở Việt Nam mình thì nó có thể là một cái khái niệm mới, thế nhưng mà mình nghĩ là nhu cầu thì ở Việt Nam cũng không thể là thiếu cho ngành này được. Còn ngành thứ hai là ngành quản lý bán hàng. Thế thì quản lý bán hàng là như thế nào? Đó là dành cho những bạn làm về nhân viên bán hàng, hay là bạn làm marketing cho những cái ngành mà bán sản phẩm đến người tiêu dùng. Bạn có thể làm quản lý một siêu thị, hay bạn có thể làm quản lý của một cái shop, hay là một cái chuỗi hàng hóa nào đó. Thế thì ngành này sẽ đào tạo cho bạn những cái kiến thức cần thiết để mà bạn biết rằng khi mà tôi bán những cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng thì đâu là những điều mà tôi cần biết, và làm sao để mà tôi nổi bật hơn so với những nhân viên bán hàng khác. Còn những cái bạn mà nếu mà muốn qua học tại trường mình đó chị, mà chưa có đủ cái trình độ Anh văn hay là chưa có một cái bằng cấp nào Anh văn thì có thể là apply vào trường mình được không thưa chị? Đối với Kaplan thì thường cái yêu cầu tiếng Anh đầu vào để mà bạn vào học cái cấp độ gọi là năm nhất đại học hoặc là một khóa dự bị là năm IELTS 5.5 hoặc là tương ứng. Thế mà trong trường hợp học sinh nói rằng em rất là muốn học với Kaplan nhưng mà em chưa có bằng IELTS thì sao? Thì bạn có thể làm một bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào với Kaplan. Và nếu như mà bạn qua được bài kiểm tra tiếng Anh đó thì bạn sẽ vào thẳng chương trình chính khóa luôn. Còn nếu không thì bạn có thể chọn học chương trình tiếng Anh của Kaplan. Thế thì Kaplan có một chương trình tiếng Anh, nó có tên là tiếng Anh thương mại chuyên nghiệp. Và nó bao gồm 5 cấp độ, mỗi cấp độ sẽ dài 2 tháng. Bài kiểm tra sẽ cho biết là bạn vào và bắt đầu từ cấp độ nào. Và một khi bạn học đến cấp độ cuối cùng là cấp độ thứ 5 mà bạn hoàn thành thì bạn có thể vào thẳng chương trình chính khóa luôn, không cần phải thi IELTS nữa. Thế thì mình cũng có học sinh như vậy. Học sinh nói với mình là chị ơi, em rất là thích cái chương trình tiếng Anh của Kaplan, bởi vì đó là chương trình tiếng Anh thương mại chuyên nghiệp. Và theo em được biết thì ngoài 4 kỹ năng nghe nói đọc viết ra, ở cái khóa tiếng Anh này còn đào tạo cho em rất là nhiều kỹ năng mềm, ví dụ như là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói trước đám đông. Cho nên là em rất là muốn vào đó để học tiếng Anh, nhưng mà em chỉ học tiếng Anh thôi, em không học lên chương trình chính khóa thì có được hay không? Câu trả lời là hoàn toàn được. Bạn có thể qua đó chỉ đăng ký học chương trình tiếng Anh và không cần phải học chương trình chính khóa nếu như bạn muốn. Hoặc là khi mà nghỉ hè bạn cảm thấy rằng ồ, tôi có 2 tháng rảnh, 4 tháng rảnh, tôi muốn qua đó học một khóa tiếng Anh, 2 khóa tiếng Anh rồi tôi về, điều này cũng hoàn toàn được đối với Kaplan. Vậy đối với những bạn mà muốn học một cái khóa Anh văn ngắn hạn thôi thì trường mình có cái khóa này dành cho những bạn đang có nhu cầu như vậy không thưa chị? Câu hỏi của Sa rất là hay, và ở Kaplan cũng nhìn thấy được cái nhu cầu này của rất là nhiều bạn học sinh Việt Nam. Vì vậy cho nên Kaplan Singapore vừa ra mắt một chương trình mới, đó là khóa tiếng Anh trong vòng 3 tuần. Thế thì khóa tiếng Anh này dành cho những ai? Dành cho những bạn muốn qua Singapore để khám phá đất nước Singapore như thế nào. Đó có thể là một chuyến đi du lịch rất là thú vị với bạn, và đồng thời bạn kết hợp với đi du học trong vòng 3 tuần. Và ngoài ra cũng để cho các bạn trải nghiệm về Kaplan trước khi các bạn thật sự đăng ký để học một khóa của chương trình dài hạn. Thế thì khóa tiếng Anh này dài 3 tuần, bạn sẽ đi học từ thứ 2 cho đến thứ 6 và trung bình là 5 tiếng một ngày. Và chương trình này bạn không cần phải có một cái visa của sinh viên. Bạn có thể dùng visa du lịch để mà qua đó đi học và đi du lịch đồng thời. Và chương trình tiếng Anh này thì nó hay ở chỗ là bạn sẽ vẫn làm bài kiểm tra tiếng Anh để xem trình độ của mình ở đâu, và giáo viên sẽ xếp bạn vào ngay lớp đúng trình độ của bạn để bạn có thể học tập và trau dồi tiếng Anh trong vòng 3 tuần. Và chương trình này khi mà ra đời, tức là ngay sau cái ngày mà Kaplan ra mắt chương trình này thì có rất khá là nhiều bạn học sinh đăng ký. Bởi vì cái lợi thế của nó là bạn có thể đăng ký ngày hôm nay và ngày mai bạn lên đường qua Singapore học ngay lập tức, bạn không phải
đợi. Và khóa này cũng được giảm vào mỗi tháng cho bạn. Còn về học phí thì cũng rất là hấp dẫn. Tiếng Anh 3 tuần này tổng học phí sẽ là 1.070 đô la Sing. Vậy thì cái yêu cầu là vào của cái chương trình này có yêu cầu là sinh viên là phải từ bao nhiêu tuổi trở lên không thưa chị? Yêu cầu của khóa tiếng Anh này là sinh viên sẽ cần phải 15 tuổi trở lên. Và một cái ưu điểm của trường mình đó là ngoài cái chương trình như là về Anh văn rồi những cái chuyên ngành mới thì trường có một cái chương trình học rất là hấp dẫn, đó là chương trình bằng kép lấy bằng của trường MDS của Úc. Thì chị có thể là chia sẻ cho các bạn rõ hơn về cái chương trình này đi ạ. Về chương trình bằng kép của trường Đại học MDS của Úc, thế thì như các bạn biết đó, Kaplan đã hợp tác với lại MDS để đào tạo chương trình của MDS của Úc ngay tại Kaplan Singapore trong rất là nhiều năm. Và một trong những điểm rất là hấp dẫn đối với những bạn sinh viên, không chỉ là sinh viên Việt Nam mà ngay cả người Singapore hay là bất kể sinh viên quốc tế nào khác, đó là MDS giảng dạy chương trình bằng kép. Thế thì bằng kép là như thế nào? Lấy một ví dụ như là khi bạn lên đại học, bạn rất là thích học quản trị du lịch khách sạn. Thay vì học một bằng đơn như vậy thì đối với MDS bạn có thể học quản trị du lịch khách sạn cùng với một chuyên ngành nữa. Ví dụ như quản trị du lịch khách sạn cộng với marketing, hay là quản trị du lịch khách sạn cộng với quản trị kinh doanh, hay là quản trị du lịch khách sạn cộng với PR, vân vân và vân vân. Và trường MDS sẽ thiết kế một chương trình để bạn hoàn thành hai chuyên ngành như vậy trong thời gian là khoảng 16 cho đến 24 tháng. Học phí không có gì thay đổi cả, tổng số môn bạn học cũng không có gì thay đổi cả. Thế thì ở MDS cái hay của họ là họ có rất nhiều chuyên ngành để bạn chọn. Họ sẽ có khoảng 20 mấy cho đến 30 sự lựa chọn về chuyên ngành bằng kép như vậy. Ngoài ngành quản lý du lịch khách sạn ra thì bạn còn có những sự lựa chọn như là ngành kinh tế, ngành tài chính, ngành ngân hàng, ngành truyền thông, ngành media, ngành tâm lý học, ngành luật và kinh tế và cả thậm chí cả ngành IT. Thì tùy theo cái sự lựa chọn của bạn về bằng kép, MDS có rất là nhiều sự kết hợp cho bạn. Thì rất hẳn là cái chương trình này thu hút được khá nhiều các bạn sinh viên lựa chọn đúng không thưa chị? Khi mà đi du học thì các bạn phụ huynh cũng như các bạn học sinh là lo lắng là cái thời gian đầu khi mà qua trường thì không biết là trường mình có cái hỗ trợ nào dành cho các bạn khi mà thời gian đầu qua trường không ạ? Đặc biệt là đối với Kaplan thì hầu như các bạn sinh viên Việt Nam và phụ huynh Việt Nam không phải lo lắng. Bởi vì Kaplan thứ nhất là Kaplan có khá là nhiều nhân viên người Việt. Chúng tôi có một nhân viên người Việt làm việc ngay tại đây để mà tư vấn cho các bạn trước khi các bạn đi nếu mà các bạn cần thiết. Ngoài việc là các bạn có thể đến công ty Tân Đại Dương để được tư vấn. Và khi mà các bạn qua Singapore thì tại ngay trường Kaplan ở Singapore cũng có một nhân viên người Việt để mà có thể trao đổi với các em trong cái khoảng thời gian đầu các em chưa quen với lại tiếng Anh ở đó. Và ngoài ra thì trong suốt cái quá trình đăng ký và học ở Kaplan hầu như là học sinh không phải lo gì cả. Bởi vì một khi Kaplan nhận được hồ sơ của bạn thì Kaplan sẽ tự khắc lo tất cả những cái thủ tục visa còn lại cho bạn. Và khi visa của bạn thành công thì thư sẽ được chuyển về đến công ty Tân Đại Dương và Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn bạn in visa như thế nào và sang đó như thế nào. Thế thì khi mà bạn sang đến Kaplan rồi thì sẽ có một cái buổi gọi là buổi khai giảng. Và tại cái buổi khai giảng đó lại có rất là nhiều nhân viên để mà lo cho bạn. Khi mà bạn ở đó thì người ta sẽ giải thích cho bạn khi bạn đặt chân qua Singapore để mà lấy được cái visa thì bạn phải khám sức khỏe, rồi bạn phải đặt hẹn với cục di trú. Nhưng mà bạn không phải làm những việc đó, Kaplan sẽ làm cho bạn từ A cho đến Z. Thế thì A cho đến Z có nghĩa là sao? Ngay sau buổi khai giảng thì sẽ có nhân viên của Kaplan đưa bạn đi khám sức khỏe. Khi khám sức khỏe xong, có kết quả khám sức khỏe thì sẽ có nhân viên lấy kết quả khám sức khỏe cho bạn. Cũng sẽ có nhân viên đặt hẹn với lại cục di trú ngày đó, tháng đó sinh viên này của tôi sẽ lên đây để lấy thẻ visa. Và đến ngày đó, tháng đó nhân viên của Kaplan sẽ đưa bạn lên cục di trú để lấy thẻ visa. Hầu như là bạn không phải lo gì cả. Việc duy nhất mà bạn cần làm là bạn cần có mặt tại buổi khai giảng và để lại số điện thoại mà chúng tôi có thể liên lạc. Vậy thì đối với những bạn mà đã tốt nghiệp tại trường mình thì không biết là bên trường có những cái hỗ trợ việc làm nào dành cho các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp không ạ? Thế thì ở Kaplan, nếu mà mình nói riêng về học sinh Việt Nam thì cũng có những bạn tốt nghiệp và đang đi làm tại Singapore. Hoặc là dù cho các bạn có về Việt Nam thì các bạn cũng có những công việc rất là tốt. Và thế thì câu hỏi là làm sao để mà một học sinh sang học ở Kaplan và sau đó tìm được một việc làm. Thì ở Kaplan có hẳn một văn phòng để hỗ trợ cho sinh viên trong những việc này. Thế thì văn phòng đó làm việc gì? Họ sẽ tổ chức rất là nhiều những cái buổi hoạt động ngoại khóa cũng như những cái buổi học miễn phí cho học sinh. Và họ sẽ dạy cho bạn điều gì? Họ sẽ dạy cho bạn nếu mà bạn muốn tìm việc ở Singapore thì đâu là những nguồn tìm việc mà bạn có thể vào. Họ sẽ dạy cho bạn cái cách viết CV như thế nào để bạn có thể lọt vào mắt của nhà tuyển dụng. Và khi mà bạn lọt vào mắt của nhà tuyển dụng rồi thì họ sẽ dạy cho bạn kỹ năng đi phỏng vấn như thế nào, ăn mặc lúc phỏng vấn như thế nào. Và khi bạn đi phỏng vấn thì ở bất kể công ty nào sẽ chắc chắn sẽ có những câu hỏi mà ai cũng hỏi, thì bạn sẽ trả lời những câu hỏi đó như thế nào.
đó, làm sao để sinh viên của Kaplan nổi bật hơn những trường khác và được người ta nhà tuyển dụng chọn, thì đó sẽ là toàn bộ những kỹ năng mà trường đào tạo cho bạn và không trả bạn một phí nào cả. Và thậm chí có bạn sinh viên sau khi học xong những cái buổi học về viết CV ra sao, các bạn về viết CV của mình nhưng mà không rõ là có tốt hay không, thì các bạn có thể đặt hẹn với văn phòng đó và người ta sẽ chỉnh sửa CV cho bạn. Rất là cảm ơn bạn Sa. Hy vọng với những chia sẻ của chị Kate thì quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh yên tâm khi chọn Kaplan làm điểm đến du học của mình.